Vâng, gửi lời chào của em An đến tất cả chị càng thân yêu. Chào mừng tất cả chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cú Bình Dương của em An. Ngày hôm nay thì em An sẽ lên sóng. Giờ này thì cũng đang là 2 giờ thiếu rồi. Trời tiết tại Di An rất là nắng luôn. Ngày hôm nay ngày 9 tháng 3, thứ ba, thì em An lên sóng giới thiệu chị một mẫu xe phân khúc hạng C đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một mẫu xe cũng rất được ưa chuộng, rất trẻ trung, thể thao và đầy đủ những tính năng an toàn. Em An kính chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Và hãy cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh. Đặc biệt là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị có thể lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương, nhắn tin Zalo, em sẽ gửi vị trí cửa hàng của em cho anh chị xem, tới trực tiếp cửa hàng anh chị nhé. Rồi, ngay sau lưng em là một chiếc Mazda 3 sản xuất 2016, đăng ký lần đầu là tháng 3 2016. Một chủ mua mới từ đầu, ô tô chuẩn đang là 56.000 km, còn vỏ theo xe Mazda 3 anh chị nhá. Và giá bán hiện tại mẫu xe này bên em đang giảm giá rất sâu luôn, chỉ còn 508 triệu là anh chị sở hữu mẫu xe rồi. Tuyệt đối không lỗi từ động cơ khung gầm anh chị nhá, bao tuyệt đối là đâm đụng thủy kích. Đó là cái vấn đề mà em An luôn luôn hướng tới, bao đâm đụng thủy kích. Đây là mẫu xe Mazda 3 sedan anh chị nhá, sedan. Ở Mazda 3 này có bản sedan và hatchback, vì vậy mà em thông tin đến để anh chị biết phân biệt. Đây là Mazda 3 sedan. Ở mẫu xe này thì hiện tại còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Còn vỏ theo xe và mình đồng rất là căng, sơn xi còn khá là nguyên bản. Có một số vết sơn dặm ở phần cản trước và cản sau thôi, không đáng kể anh chị nhá. Rồi, ngay sau đây thì em An sẽ giới thiệu chi tiết mẫu xe này gửi đến anh chị, mời anh chị đến gần em một chút ha. Đó. Đây, phần đầu xe anh chị nhé. Phần đầu xe thì anh chị có thấy cụm đèn pha đây, cụm đèn pha halogen và đèn pha dạng thấu kính anh chị nhé. Em An đang bật đèn đây, còn rất là mới này. Dưới là cụm đèn gầm sương mù và có đèn sinh nhan báo rẽ tích hợp ngay hốc cụm đèn gầm sương mù này. Mặt ca lăng đây, những ngôn ngữ thiết kế rất là riêng của Mazda 3 đúng không ạ? Ngôn ngữ thiết kế rất là riêng. Phần đầu xe cực kỳ đẹp mắt, rất trẻ trung đúng không anh chị? 2016 và lại một chủ từ đầu. Đó. Cụ đèn pha siêu mới nhé. Phần thân xe thì anh chị có thể thấy thì chiếc xe này thì vẫn còn vỏ theo xe. Đây. 4 thăng đi ABS và đây có cân bằng điện tử khẽ ngang dốc đầy đủ, sử dụng bộ mâm. Đó. 16, mâm đúc 16. Đó. Còn vỏ theo xe nhé anh chị nhé. Đây. Đến là tuần thứ 36 năm 2016. Đó. Còn vỏ theo xe rất là nguyên bản, 56 ngàn, có 508 triệu thôi, mức giá đã giảm cho anh chị rồi. Đó. Xe thì còn khám phí đến tháng 7 năm 2022 nha anh chị nhé. Một cái đây, gương chiếu hậu thì có một cái xi nhan đây, xi nhan đây, xi nhan nhỏ thôi, xi nhan báo rẽ anh chị nhé. Xi nhan báo rẽ. Có khóa cảm biến thông minh trên tay nắm cửa, và tay nắm cửa thì đồng màu với màu của thân xe. Xe thì đã được nẹp kính inox rồi, sẵn không nguyên bản này. Tất cả những cái chi tiết dưới là nguyên bản hết nha anh chị nhé. Mâm 16 mới tinh luôn, vỏ theo xe nha anh chị nhé, đúng chất luôn, vỏ đúng chất luôn, tuần thứ 36/37/2016 hết này, đúng chất vỏ luôn anh chị nhé. Đây. Rất là mới và sạch sẽ ha, cực kỳ đẹp luôn. Nguyên bản hết nha. Phần đuôi sau đây chị có thể thấy mình đồng từ xa cực kỳ là căng mọng luôn ạ. Rất là đẹp. Ở đây thì phần đuôi sau thì anh chị có thể thấy thì cũng là dạng cụm đèn pha dạng halogen thôi, cụm đèn hậu sau dạng halogen thôi. Mazda 3. Ở đây thì nó có một cái lắp đây, cái lắp này thì nó đang bị bữa chạy bị rớt á, em sẽ đặt mua một cái lắp mới rồi, trong hãng rồi. Dưới là hai cái đèn phản quang, dưới là đèn phản quang anh chị nhé. Vỏ theo xe cực kỳ là mới. Tất cả kính nhân gió đã dán phim cách nhiệt đây anh chị ơi. Và có một cái đèn báo thắng tích hợp ở sau. Đây cho anh chị xem khoang hành lý. Đây. Tất cả những cái chi tiết và khoang hành lý đây thì cũng khá là rộng rãi rồi đúng không ạ? Mẫu xe gọn C của Mazda thì cực kỳ là ưa chuộng. Tất cả những cái chi tiết này cũng nguyên bản hết. Những cái keo chỉ này cũng là nguyên bản tuyệt đối cho anh chị luôn. 2016 nha anh chị nhé. Sedan 508 triệu, mức giá rất hợp lý rồi. Hỗ trợ ngân hàng. Hiện tại thì sẽ chỉ hỗ trợ ngân hàng cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai thôi. Với những chiếc xe đời 2017 trở lên thì sẽ hỗ trợ toàn quốc được. Đấy, vỏ này cũng là vỏ theo xe nha anh chị nhé, vỏ theo xe luôn.
Đó, gần như là chưa rớt luôn này. Đó, bỏ theo xe. Mọi chi tiết là rất là sạch sẽ và đẹp. Một chủ từ đầu. Đi khá là kỹ đấy ạ. Đó. Cái lúc này á, là anh chị có thể gặp cái hàng ghế thứ hai lại. Gặp hàng ghế lại. Khi mà mình có chở đồ gì dài á, thì mình có thể gặp lại. Ok. Có camera đùi tích hợp sẵn cho anh chị rồi. Camera đùi tích hợp sẵn rồi anh chị nhé. Rất là đẹp. Đây, bên đây cũng vậy thôi. Mọi chi tiết là nguyên bản. Đây. Đây, tất cả là vỏ theo xe. Cực kỳ đẹp nhé anh chị nhé. Vỏ theo xe. Bánh mâm cũng rất là mới, mâm đúc. Sạch sẽ ha. Đó. Dàn phim cách nhiệt hết rồi. Này. Đây em cửa khóa cảm biến thông minh này. Đó. Mọi chi tiết là nguyên bản đấy, vỏ theo xe đây. Quá mới đúng không ạ? Bộ mâm gần như là không có một vết chày nào cả. Đó, những cái tem của gương này, tem chính hãng này. Đó, ok. Mời chị tham quan phần nội thất của mẫu xe này nhé. Đây. Mazda 3 2016 được trang bị nội thất tông màu đen. Đó, từ những cái tabi cửa, táp lô đến ghế da đều là màu đen hết. Đây, tabi cửa đây. Là những cái chi tiết như là gương gương tài một chạm này, auto này, gương kính chỉnh điện, gương cụp này. Đó. Nội thất những cái da này chỉ đỏ này, đó, kết hợp. Các bậc lên xuống đây đều đã được chủ xe vào những cái ốp inox chống trời xước cho anh chị rồi. Đây. Những, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản nhé. Và đây thì cũng được trang bị những cái tính năng như là cân bằng điện tử hàng ngang dốc đầy đủ hết. Rồi thêm chức năng i-stop này. I-stop giống nhiều anh chị là dừng đèn đỏ sẽ tự động tắt. Ghế da theo xe nha anh chị nhé. Ghế da màu đen chỉ đỏ kết hợp ghế da theo xe. Đó, ở giữa này thì nó cũng được đục những cái chi tiết lỗ nhỏ li ti này, tạo cái cảm giác thoải mái khi mà anh chị ngồi. Đó, vô lăng ở đây là vô lăng 3 chấu nha anh chị nhé. Vô lăng 3 chấu bọc da. Vô lăng thì tích hợp đầy đủ những chức năng. Đây, mặt đồng hồ đang là 57 ngàn chuẩn nha anh chị nhé. 57 ngàn chuẩn. Nó 57 ngàn. Đó. Cá nhân em ăn rất là thích cái thiết kế con ngựa của Mazda, nó rất là đẹp, rất là sang luôn. Một cái màn hình giải trí này, tích hợp sẵn này, có cam lùi, Bluetooth đầy đủ hết, này, hộp số tự động này, đầy đủ hết nha anh chị nhé, điều hòa auto luôn, hệ thống khởi động là khóa đại lộ thông minh, đại lộ startup, quá đầy đủ đúng không? Và đây có lấy số vô lăng đây, lấy số vô lăng cho anh chị đây, lấy số vô lăng. À, tạm cảm giác thể thao đúng không ạ? Học bệ tì tay đây, rất là mới nhá. Và bản này thì cũng trang bị hai túi khí an toàn, bốn loa giải trí, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản hết. Đây cho anh chị vào hàng cái sau. Hàng cái sau của một chiếc Mazda 3 thì quá rộng rãi và thoải mái đúng không ạ? Đây, những cái tabi cửa này anh chị có thể thấy nguyên bản hết. Và đây, những cái chi tiết keo này cũng là nguyên bản anh chị nhá. Keo này là keo zin hết. Nguyên bản hết tuyệt đối luôn. Rất là sạch, các bậc lên xuống cũng gần như là không có một vết chày nào luôn á. Ghế da. Ghế da. Ghế đen chỉ đỏ. Lót sàn đầy đủ hết cho anh chị rồi. Đó. Và trên này thì đây, anh chị có thể thấy cửa sổ trời. Cửa sổ trời nhé anh chị nhé. Cửa sổ trời. Đó. Bốn đôi khí an toàn. Đầy đủ hết. Rất đẹp nhé, bốn đôi khí an toàn. Đây, ghế da còn rất là mới này. Gần như hàng ghế sau không ngồi. Có bệ tì tay cũng như chứa nước ở đây, đầy đủ cho anh chị luôn. Đó. Ok, em sẽ qua bên đây rồi cho anh chị tham quan cửa bên đây nữa nhé. Mọi chi tiết là nguyên bản hết và ngồi cảm giác rất là thoải mái, có cam lùi tích hợp sẵn rồi, cực kỳ đẹp. Đây, những cái chi tiết là nguyên bản hết rồi, chị có thể thấy rất là mới nhé, gần như là không có một vết chày nào cả. Ok. Rất mới nhá. Ghế da rất là đẹp này, ghế da theo xe này, cực kỳ đẹp và mới. 508 triệu, ngân hàng hỗ trợ khoảng 300 triệu mẫu xe này. 300 triệu. Các chị là hỗ trợ rồi. Đó, các bậc lên xuống đều ốp bi lốc chống trời xước này. Các thông số kỹ thuật đây. Hàng lắp ráp nha anh chị nhé, bốn đôi khi an toàn nha anh chị, rất là mới đây, mọi chi tiết là nguyên bản, những cái chi tiết keo này. Đó. Rồi sẽ cho anh chị xem phần khoang động cơ luôn. Đó. Khoang động cơ máy chấm 5 thì cũng Mazda máy chấm 5 mình cũng cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu rồi, rất là tiết kiệm.
rất là tiết kiệm luôn. Hốc gió điều hòa đầy đủ hết, siêu sạch luôn đó. Chủ xe đi rất là kỹ, tất cả những cái chi tiết này nguyên bản hết. Ok đó, sạch sẽ ha. 508 triệu, mức giá rất hợp lý cho một chiếc xe Mazda 3 2016 rồi. Đây, đến phần khoang động cơ. Máy 1.5 thì mức tiêu nhiên liệu nó dao động khoảng tầm 6 lít thôi. Tất cả những cái chi tiết ốc đây, nguyên bản tuyệt đối luôn, chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Đây, những cái chi tiết ốc phuộc này, đây, những ốc cabo cũng là nguyên bản hết nha anh chị nhé. Nguyên bản tuyệt đối luôn. Máy nổ rất là êm đúng không ạ? À, bên trong là nguyên bản, chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc cả. Quá đẹp không? Mới đình. Rất là êm nha anh chị nhé. Rất là mới. Đó, ok chưa ạ? Rồi, anh chị ơi, trên đây là mẫu xe Mazda 3 2016, một chủ từ đầu, sedan 2016, 508 triệu để sở hữu mẫu xe này. Và anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em An theo hai số hotline mà em ghim sẵn ở màn hình video. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.